Xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì Diễm đang có mặt tại cửa hàng của hải sản Phan Diễm các bạn ơi. Phải nói là mấy ngày nay á, mình về miền Tây nè, về quê á, thì thời tiết là mưa gió ầm ầm luôn. Nhưng mà mình lên Sài Gòn thì mình thấy là cũng không có gì thay đổi lắm. Nhưng mà phải nói rất là vui vì cứ về cửa hàng á, là mình sẽ được soạn hàng này, được tiếp những vị khách đáng yêu tới ủng hộ Phan Diễm. Thì hôm nay thì mình cũng tranh thủ để có gì thì sẽ chia sẻ với các bạn luôn nha. Tại vì bên mình ấy là sẽ có cập nhật những cái mặt hàng mới liên tục này. Rồi có cái gì hay ấy, thì Diễm cũng chia sẻ với các bạn. Giống như Diễm cũng từng nói với các bạn là kênh Phan Diễm Vlog là ngoài những câu chuyện về đời sống của mình ấy, thì Diễm sẽ cố gắng làm sao mà chia sẻ chi tiết những mặt hàng để các bạn có thể tham khảo dễ dàng hơn trước khi mà gọi điện thoại hay là các bạn muốn đặt hàng. Đó, thì ngày hôm nay thì mời các bạn cùng soạn hàng với Phan Diễm nha. Nhưng mà đơn hàng đầu tiên ngày hôm nay đó là 4 lạng yến sạch dạng rút lông không có lót bụng. Đó, đây là một vị khách mà đã sử dụng yến của Diễm rất là nhiều lần rồi. Hôm nay là khách lại tiếp tục mua để biếu cho người thân nữa. Đó, yến sạch rút lông đó là sẽ như thế này nha các bạn. Đó, cái loại này thì cái tổ của nó rất là mỏng. Tại vì chỉ có phần sợi đanh gân dài bên ngoài thôi. Bên trong thì sẽ không có cái lớp sợi sơ mướp lót ở bên trong bụng á. Thì bây giờ mình sẽ soạn mà để sẵn đây hết đi. Còn hồi mình sẽ bỏ vào túi nha. Đây là 4 hộp yến nè. 1 kg 28 mực lá nhỏ. Đây, mực lá thì bên mình đã cân sẵn rồi. Để đây. 8 kg mực trứng. Đó, hiện tại đây là cái mực trứng hàng mới của bên Phan Diễm nha các bạn. Hàng là không bơm trứng, hàng tự nhiên luôn. Mực trứng này là ở ngoài vùng biển của Ninh Thuận nha các bạn. Và này là chị tên Hương thì phải. Đây là một vị khách mà hầu như là đã ủng hộ Phan Diễm chắc là phải tầm cỡ 3 năm rồi đấy. Chị thường xuyên mua yến bên Phan Diễm này, cả yến sạch, yến thô. Còn hải sản thì cứ lần nào mà có mặt hàng mới thì chị đều ủng hộ Diễm. Chị có xem video này thì cho Phan Diễm cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đây là chị lấy 8 kg mực trứng. Nên mình lấy trong này ra. Tại vì nhiều hàng á, mình sẽ chia thành 2 tủ nha các bạn. Anh lấy cái thùng để ra, cái thùng đó đựng đúng không? Đây. Một ký này. 2 ký. Đây, các bạn coi nhìn đã chưa? 3 ký. 4 kg, 5 kg, 5 kg rồi nè. 6 kg, bên này nữa này, con chia làm 2 bên các bạn, 6 kg. 7 kg, 8 kg mực trứng này, với lại 1 kg cò sò điệp. Đây là một đơn của chị khách yêu quen thuộc của Phan Diễm, một đơn nha. Này là chị lấy nửa ký gạch nhum, nửa ký xá sùng. Gạch nhum với lại cái xá sùng tươi thì hiện tại là Diễm vẫn đang còn hàng nè các bạn này. Cái combo này mà để nấu cháo thì phải nói là hết sảy con bà bảy luôn nha. Khách Diễm là lấy nửa ký gạch nhum. Đây là gạch nhum sọ nha các bạn. Còn đây là xá sùng. Xá sùng tươi. Diễm thì còn có xá sùng khô nữa. Này là khách lấy nửa ký gạch nhum. Nửa ký xá sùng, 1 ký chả tươi, 1 ký mực trứng, 1 ký bào ngư hàng. 1 ký mực trứng nè. 1 ký bào ngư hàng. 1 ký chả tươi. Chả cá đỏ củ Lý Sơn nha các bạn.
cá thì bên Diễm sẽ có hàng tươi và hàng đã chiên qua. Đây, này là chả tươi, khách lấy ký chả tươi. Mực lá nhỏ. Mực lá nhỏ em lấy ra rồi, 4 lạng yến rồi nè, ký vòi sợ điệp rồi nè. Đó. À, lấy cái hộp táo đỏ với đường phèn giùm em cái anh Hùng ơi. Giờ em sẵn hàng lạnh xong em mới lấy hàng dừa nè. 1 ký dừa 2,50, tặng kẹo tặng đũa. Ký dừa 2,50. Dừa thì bên Diễm sẽ có gói 500g và gói 250g nha các bạn. Gói này khách lấy size 250 thì sẽ là 4 gói. Mình sẽ tặng khi mà các bạn mua 1 ký đầu tiên là 10 đôi đũa dừa cao cấp của Bến Tre này. Bên này là một gói kẹo dừa này, kẹo dừa loại ngon nha các bạn. Đó. Gói 500g. Hàng khô để riêng. Một ký dừa 250 vẫn là tặng kẹo tặng đũa hả? Lấy cái túi bự hơn anh Hùng. Tặng 10 đôi đũa và một gói kẹo. Anh phải lấy cái size nó hơi bự bự hơn tí thì mới đựng vừa cái này. Anh lấy cái size như cái này nè, size 250 là phải đựng cái này nó mới vừa anh Hùng. 2 ký dừa. Ký 1,5 ký, 2 ký. Khách này thì sẽ không nhận quà là kẹo mà khách sẽ nhận quà là chẩm chéo, thì bên mình sẽ tặng 2 bó đũa và 2 hũ chẩm chéo. Cái đơn yến này thì khách không lấy hộp mà khách nhờ Diễm là sẽ cho em 2 cái túi bự nó đi, cái để em đựng cái đơn hải sản này nè. Anh cho em cái túi bự đi. Đây là một đơn này là khách lấy là mực lá này. Mực lá thì bên Diễm đang có size này nè các bạn này. Ngoài cái mực lá câu bự ra, mực lá mà size tầm khoảng cỡ 1,5 ký tới 2 ký một con thì mình sẽ còn cái mực lá size nhỏ này. Mực này thì rơi vào tầm khoảng cỡ 400g cho một con. Này là của một khách nhưng mà mình cứ mỗi một hộp á thì mình sẽ đóng một túi cho khách để dễ tặng các bạn. Cứ một lạng yến thì bên Diễm sẽ tặng một hộp và táo đỏ và một hộp đường phèn như thế này nha. Trời đang thương anh Hùng mà sao hết mưa rồi nè. Đây, 4 lạng yến. Ôi, đổ đồ. Các bạn thấy thời tiết mưa gió nhưng mà bên mình vẫn sẽ tranh thủ để đi giao đến cho các bạn. Anh Hùng đi giao còn mình bây giờ mình tiếp tục soạn hàng. Thì đơn hàng này là đang chuẩn bị tại buổi chiều, một đơn là buổi chiều giao, còn đơn thì mình sẽ gửi xe. Đây là cái mực lá câu size to nha các bạn. Thì bây giờ là khách Diễm đang chuẩn bị đơn hàng này thì khách lấy là 2 con mực lá câu. Mình sẽ cân thử 2 con này là bao nhiêu nha. 2 con này là 2,92 ký. 3 ký mực dẻo lớn. 3 ký mực trứng, 5 ký bào ngư hàng, 3 ký hải sâm. Đây bây giờ mời các bạn cùng soạn hàng với Diễm nha. Đây anh Caramel vừa quay vừa dịnh gương cửa luôn nha. Cái nhược điểm của cái cửa này là một người lấy hàng là phải một người dịnh nha các bạn. Tại vì cái cửa này nó không đứng ra được mà lúc nào nó cũng cứ hít lại. Đây, mực dẻo lớn nhà Phan Diễm nha các bạn. Hàng này là không ngon không lấy tiền nha.
size lớn sẽ là từ 2 đến 4 con một ký. Nhưng mà thường cái size trung bình sẽ là 3 con như thế này. Đây là khách lấy 3 ký mực dẻo lớn này. Hai con mực lá câu, 3 ký mực trứng. 3 ký mực trứng. Một ký này. Hai ký này. Ôi trời ơi. 3 ký mực trứng. Đấy. Năm ký bào ngư Hàn Quốc. Đấy. Đơn như thế này thì thật sự là rất có động lực để lên cửa hàng luôn các bạn ạ. 4 ký bào ngư, 5 ký bào ngư hàng này. 3 ký hải sâm. Đây, 3 ký hải sâm. Cái cửa này nha, lưu ý là đây, để trước khi đóng một bên là phải mở trước một bên, chứ không là nó sẽ bị chặt lại ấy. Đây là 3 ký hải sâm. Đây là hải sâm Việt Nam nha các bạn. Hàng đã làm sạch sẵn hết rồi. Đã mở một túi sẽ là nửa ký. Cách lấy 3 ký hải sâm này. 1 ký này. 2 ký này. 3 ký. Mưa gió như thế này nhưng mà thật sự cảm thấy rất là ấm áp luôn các bạn. Xong rồi khách nhờ Diễm mua một con cá dứa. Thì cá dứa thì bên Ánh Cua đang gửi qua. Với lại là nửa ký dừa. Đây. Đây là mùa của một cô chú ở bên Mỹ. Hôm nay là nhờ người nhà tới đặt hàng để gửi sang cho cô chú. Đây là một đơn này. Mình sẽ cho vào túi nha. Trứng. Này chắc phải lấy thùng xốp các bạn. Cái mực trứng này là số lượng có hạn nha các bạn, không có nhiều hàng, không có thường xuyên. Nên là ví dụ như hôm nay là các bạn thấy Diễm quay nhưng mà đôi khi mấy hôm nữa là lại gọi lại không có hàng ấy. Nên là bạn nào mà thích ăn mực trứng thử thì cứ gọi cho Phan Diễm nha. Xuyến lấy cho chị mấy cái túi to đi Xuyến. Okay. Đây là khách lấy 3 cái mực dẻo lớn này. Em vào trong góc này em lấy cho chị một cái túi bự ấy, cái túi hai quai ấy, mà đựng được 5 ký dừa ấy. Đây là một đơn. Hôm nay là ngày lọc của hải sản hay sao các bạn? Hôm nay đơn hải sản rất là nhiều luôn. Cái này là khách lấy là, đây là một đơn nha. Còn một đơn cũng chuẩn bị là đóng để gửi đi nước ngoài nữa nè. Là 3 ký bào ngư Úc nhỏ. Bào ngư Úc nhỏ thì sẽ là anh Caramel dịnh cửa giùm Diễm nha. Đó, đây bào ngư Úc nhỏ sẽ là size 11 con 1 ký nha các bạn. Khách này khách lấy 3 ký này. Ba ký bào ngư Úc, hai ký còi sò điệp, một ký dừa, con bạch tuộc nhỏ này. Đây, bạch tuộc bên Diễm thì sẽ có size dao động từ khoảng 1,7 ký cho tới 2,5 ký một con. Thì khách đang lấy con nhỏ này là 1,79 ký này. Đó. Hai ký mực trứng.
rồi, anh Thiên cứ đóng cái cửa này đi. Hai ký một trứng. Bốn ký chả chiên. Đây, hồi nãy là Diễm cũng chia sẻ với các bạn là Diễm vừa có mực, có chả cá đỏ củ Lý Sơn loại tươi và vừa có loại chiên. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích các bạn là nếu hàng mang đi nước ngoài thì hãy lấy loại chiên giúp Diễm. Tại vì cái hàng tươi á, mà mình đi nước ngoài á các bạn, mình đi tầm khoảng cỡ 20 tiếng này, 20-30 tiếng á, thì nó sẽ không có đảm bảo nha các bạn, nó không có tươi ngon. Nên là cứ các bạn đi xa thì cứ lấy loại chiên giùm Diễm. Ba ký thật lấy bốn cái chiên chả chiên mà mang đi nước ngoài á thì bên Diễm sẽ một hồi sẽ dán tem nha. Xong rồi hai ký mực lá nhỏ, đây là một đơn hải sản này, còn lại là đơn củ hủ dừa. Đây là khách mua 5 ký củ hủ dừa. Củ hủ dừa khi mà mua hàng của Diễm thì bây giờ thật sự là Diễm rất là đau đầu ở một cái chỗ là các bạn biết sao, là có quá nhiều trang, đặc biệt là TikTok và Facebook thì cứ video mình lên thì người ta sẽ cắt, người ta gắn cái giỏ hàng và người ta bán, nên là cái hàng nó đôi khi là không có được chất lượng thì mình cũng rất là buồn luôn. Cho nên thật sự là nếu mà để mua hàng đúng hàng của Phan Diễm nha thì các bạn cứ gọi vào số hotline của Diễm là 0981 128 578. Thật sự đây là cái sản phẩm mà mình rất là tâm huyết luôn các bạn. Cho nên là từ cái công nghệ để sấy này, từ cái cách mình chọn lựa cái củ hủ dừa để làm này, rồi từ cái khâu mà bảo quản đóng gói làm sao cho nó vệ sinh này, cho nó ngon, cho nó chất lượng, mà các bạn mua mà mua phải hàng giả thì đôi khi là người ta dùng cái tên của mình ra người bán á, nên là có những cái vấn đề là Diễm cũng rất là khó xử luôn. Nên là hy vọng rằng mọi người hết sức lưu ý nha. Mua hàng thì một là tới trực tiếp cửa hàng của Phan Diễm ở địa chỉ là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Còn không thì các bạn cứ gọi vào hotline của Diễm hoặc là nhắn tin Zalo theo số hotline luôn. Này là khách lấy 5 ký này, 1 ký này, 1,5 ký này, 2 ký, 2,5 ký, 3 ký, 3,5 ký, 4 ký, 5 ký, 5 ký. Đây mưa nữa rồi. Đơn này thì mình sẽ tặng 5 gói kẹo dừa. Ồ, cái hải sản này mình còn chưa đóng thùng nữa. Thật ra là bình thường ở đây thì mọi người sẽ đóng hàng rất là nhanh, chuẩn bị hàng. Nhưng mà tại vì Diễm cũng quay video để chia sẻ với các bạn á, nên là mình cũng bày ra anh tí. Chứ còn thường là lấy hàng ra là mình sẽ đóng vào thùng xốp luôn. Đây là khách lấy 5 gói kẹo dừa này. Kẹo là dù là tặng nha các bạn, mình tặng khi mà các bạn mua 1 ký dừa, nhưng hàng mà để tặng cho các bạn cũng là hàng loại ngon. Đây là loại dừa mà nói chung là cũng là hàng loại 1 đấy các bạn. Làm theo hương vị truyền thống này, ăn không dính răng này. Bên trong có một cái lớp lót bánh tráng này. Rồi làm rất là kỹ luôn. Đó. 2 4 5 Đây, các bạn có thể thấy là mình chia sẻ một tí để cho các bạn có theo dõi kênh Phạm Dũng hay là kênh Phan Diễm thì cũng biết là mỗi một sản phẩm mà Diễm mang đến cửa hàng của mình á đều là những cái sản phẩm rất là tâm huyết. Cho nên là hy vọng rằng cả nhà mà có nhu cầu mua hàng về củ hủ dừa sấy khô này, về hải sản này, về yến xào này thì các bạn cứ gọi đúng vào số hotline của Diễm nha. Còn bây giờ thì mình sẽ để cho anh em đóng hàng để chuẩn bị gửi khách hàng yêu thương của mình. Đó, còn để con một hồi có cái gì hay thì Diễm lại tiếp tục chia sẻ với các bạn nha. Các bạn thấy là nhiều người nói là sao tìm cửa hàng của Diễm khó quá, thì mọi người không để ý ở trên cửa này Diễm có dán số hotline và địa chỉ là 89A Trần Văn Ơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết để tìm cửa hàng của Diễm chính là hai cây dừa hai bên. Đó. Nhưng bây giờ chiều nay mưa gió quá các bạn ơi, mình đi mua ít đồ về mình nấu nấu ăn chiều nay, với lại là mua cá cho mẹ chồng mình. Đây, từng hạt mưa rơi.
Ngày gì mà mưa, mưa cả ngày luôn mới ghê chứ. Nên là mưa này thực sự luôn là buôn bán á, nó là bị ảnh hưởng luôn các bạn. Thấy rau cỏ này kia cũng giờ chưa dọn ra được nhiều. Ui, cá dứa ngon quá ha. Cái này mua về kho tổ anh Dũng ơi. Này kho là tuyệt vời đúng không? Ôi này, chị thấy thường đó là cái cá dứa là nó có cái cục mỡ vậy nè các bạn này. Cá dứa cái này thì muốn ăn không có đâu. Nhưng mà cái đầu này cũng ngon đó nè. Đầu này nấu canh chua là hết sảy luôn á. Mua cho mẹ mai nấu canh chua đi. Cân cho em cái đầu này luôn đi chị ơi. Nhưng mà cá dứa bây giờ bao nhiêu một ký hả? Cái đầu thì tính 90 ạ. Đầu là 90 còn mình? Thì 20. Mình là 200. 200 ngàn một ký. Con này 90 ngàn. Cho cả khúc này với cái này luôn. Hàng cá thiên nhiên hả chị? Đúng rồi chị, cái này là cá sông. Ủa, mua được cái khúc cá dứa này ngày mai mà kho tổ ăn là hết sảy con bà bảy luôn. Em không đuôi em chừa cho khách sao? Mình ăn mà mình chia sẻ ra các bạn, chứ mình lấy hết luôn hồi khách thèm mà không có ăn. Bao nhiêu ạ? 160 với cái này em vừa bảo chị lên. 160 với 80 đi chị. 160 với lại 80 là 240. Chị cắt ra sẵn giùm em nha. Theo chị là giờ cá này làm món gì ngon? Chị kho này, còn nấu canh chua này. Nấu lẩu nữa. Này mình nấu lẩu cũng hết sảy luôn. Hoặc là kho tiêu đấy chị. Dạ. Yeah. Ôi, hôm nay là chị có cái cá cam này quá trời ngon luôn này. Em xem thử nha. Dạ. Cá cam mà mắc trong veo luôn này các bạn này. Cá cam này bây giờ bán làm sao chị? Cá lấy gì để dạo 90 rồi. Cái này là cá đối này. Cá đối này là kho lạc cũng ngon. Cá này cá gì vậy chị? Cá hố. Cá hố này là có thể làm cá hố một nắng cũng rất là ngon nha các bạn. Hoặc là kho. Đây Diễm lựa cho. Diễm nói là nghe nói là kinh nghiệm mà để đi lựa cá là sẽ dựa vào cái con mắt này này. Con này khá là trong này. Lựa cho mẹ chồng nên là lựa sẽ kỹ tí các bạn đây này. Vẫy là còn ống ánh luôn này. Thịt mềm này. Kiểm tra mang nha. Theo các bạn thì con cá này có tươi không? Có ai biết kinh nghiệm lựa cá thì comment với video này chị Phan Diễm với nha. Còn con cá đói thì mình sẽ lấy con này. Con này mắt khá trong này. Đó. Cá ngon. Này, cái cá dứa hồi nãy chị cắt cho em mấy khoanh nữa ta? Cho em mượn thử nha. Theo anh Dũng thì bây giờ cái khúc cá dứa này là mình cắt mấy khoanh đây? 3 khoanh đi ha. Ủa các bạn coi cái cục mỡ đó nè. Ngày mai là lên ăn cơm ké mẹ chồng là có đồ ăn ngon rồi. Cân hết cho em đi tí à, em quay lại em tính tiền luôn nha. Mình có nước rửa tay không chị ha? Em xin tí nè. Đây các bạn thấy là gần cửa hàng Diễm là toàn đồ ăn ngon đặc sản luôn các bạn ơi. Em cảm ơn nha, tí em tính tiền nha. Con cá này gần 1 ký. Đi. Bây giờ mình đi mua gà về nấu cháo. Trời mưa này là ăn cháo gà là hết sảy con bà bảy luôn. Chị sợ là giờ này hết gà các bạn ạ. Dạ. Dạ. Nếu như bình thường mà không mưa các bạn thì bây giờ là chợ rất là nhộn nhịp luôn. Và mọi người bày thịt thà này, cá mắm ra nhiều. Nhưng mà mưa này á là không làm ăn gì được luôn á. Ở dưới quê là mưa mà không nghĩ lên Sài Gòn là cũng không có khá hơn được các bạn ơi. Đó mưa cũng y như ở dưới quê thôi.
Nhưng mà sợ chợ giờ này không có gà ấy chứ. Trời mưa to luôn rồi. Tại vì các bạn biết sao không? Buổi sáng thì chợ rất là đông, gà ngon này kia rất là nhiều luôn. À, buổi chiều mà gặp mưa nữa thì khả năng là không có gà ăn đâu. Ở khúc này dưới này buổi chiều nay có ai bán gà không chị hả? Gà gì? Gà ta. À cái này à. Có bán này à. Mưa anh nghỉ luôn không ạ? À? Nghỉ mưa rồi đi ngủ luôn rồi. Không, dưới này hết gà rồi anh Dũng ơi. Định nấu cháo gà làm gỏi củ dừa các bạn. Nhưng mà mưa này là thôi, về cửa hàng đi. Ăn gì tính sao. Nhưng mà quan trọng hơn hết là mua được mấy khúc cá ngon cho mẹ mình là tuyệt vời rồi. Mưa gió quá. Anh đi ngủ rồi, anh hết bán gà rồi. Cá của em có chưa chị ơi? À, khách mua cá chim hả chị? Trời, ở đây cho em mượn cái rổ này của em cái. Trời ơi, anh Dũng coi cái lát cá này. Hết sảy chưa? Bạn thấy như ngon chưa? Cái này mà kho thì thật sự là ăn phải mấy chén cơm luôn á. Nhưng mà anh Dũng ơi, về mình phải nói mẹ là ngày mai nấu luôn, đừng có để đông. Để đông là ăn không ngon. Con này là nửa ký hơn. Hồi nãy tổng tiền của em là bao nhiêu chị? Cái kia là 240. 240 với hai con này. Cái này là 88. Và 328 mấy cái này 70 nhé. Hả chị? 398. Đấy chiều đi chợ sương sương à. Trời ơi, cái này 62 rồi, chị lấy hết rồi. Nhìn ngon ghê. 49 à. Ở đây là có con cá này là con cá gì nữa nè. Cá này cá gì mà mỏ nhọn vậy chị? Cá nhồng chị. À đây cá nhồng nè. À trời ơi, hồi đó còn này là mình nhìn không ra. Con cá này là Diễm đang có bán cá nhồng một nắng luôn nha các bạn. Hàng ở Ninh Thuận. Bạn nào thích ăn cá nhồng một nắng thì có thể qua bên cửa hàng của Phan Diễm nha. Còn ở đây cá hồi. Mưa này bán được không chị? Chọn nước anh ạ. À. Hôm nay chỉ làm chọn chọn người mới. Hôm nay về cá tươi quá trời. Hôm nay là em còn ít. Em thường thứ hai đến thứ bảy hàng em mới lên nhiều. Cá này ở đâu lấy, từ đâu về chị nhỉ? Mấy loại cá biển này, chị lấy tỉnh nào? À, Vũng Tàu và Phan Thiết. Em thấy mọi người bán cá này hay lấy Vũng Tàu nhỉ? Vũng Tàu, Vũng Tàu nó gần ấy. Mình đi xe nó đảm bảo nó hàng tươi. Chị ơi ăn đi chị. Chị lấy tôm sống với tôm ngọt ạ. À. Em ủng hộ chị, bữa nào chị qua ủng hộ em nha. Dạ, nhà em mua chầm chéo cho chị hoài. Ôi, mua hai húng rồi đây. À, chị ăn hay là chồng ăn? Cả hai luôn em. Cả hai người đều ăn cay được. Để bây giờ mình qua ủng hộ 400 ngàn tiền cá. Mai chị qua chị ủng hộ mình chầm chéo. Khách quen. Khách mua tôm mà. Ồ, con cá đối này bây giờ kho. Nếu mà ở miền Tây Diễm nha, cá đối này kho me cũng ngon. Vậy
Em nó tốt rồi. Dạ rồi. Cá là tươi luôn. Cá cam này kho hay nấu canh gì ha? Cái này chị kho này, nấu canh này nướng. Nướng à? Cái này ở quán này có nướng. Dạ, nhưng mà mua về cho mẹ em, sợ mẹ em không nướng đâu. Mày chắc nấu canh quá. Kho ngon mà. Kho thì kho thơm, thịt. Hoặc là kho gà ngon, kho cà chua. Dạ rồi, anh Dũng trả tiền cho mình. Đi chợ nhưng mà Dũng không mang tiền các bạn. Dạ. Đi sẵn này. Dạ. Mưa gió não nề luôn ấy. Dạ rồi. Ở đây chị có ghi cái biển không bán thiếu không ta? Rồi hôm nào mua đi xong rồi hôm nào chị qua chị mua hàng bên mình trừ lại. Chị ơi, mấy bữa nữa mà có ai hỏi địa cửa hàng của Phan Diễm ở đâu á, chị nhớ chị qua giùm em với nha. Có mà. Nhớ nha, em cảm ơn nha. Giờ đi ngoại giao để nhờ hàng xóm xung quanh là chỉ đường về cửa hàng Phan Diễm các bạn. Ở đây kế bên Diễm là còn có sạp bán gạo này, bán rau này, rồi hớt tóc này, tiệm tạp hóa này. Chung là chỉ cần bước mấy bước chân thôi là mua được đồ. Đây, xin trân trọng giới thiệu với các bạn. Các bạn cứ đi, các bạn nhìn nếu mà đi từ phía Tân Kỳ Tân Quý mà quẹo vào Trần Văn Ơn ấy, thì nhìn bên tay trái là sẽ thấy hai cây dừa này. Đó là cửa hàng của Phan Diễm. Còn nếu như các bạn đi về hướng từ chỗ Nguyễn Cụ Đàm, các bạn quẹo vào thì hai cây dừa này sẽ nằm bên tay phải. Đó. Bây giờ thì mình sẽ mang cá vào cho mẹ, xong rồi để cho mẹ nấu cơm chiều. Với lại là mình sẽ thăm nhà để xem là hôm nay là gắn nội thất tới đâu rồi nha các bạn. Chờ mẹ nấu cơm hơi lâu, đang rất bụng quá nên là Diễm chia sẻ với các bạn một địa chỉ ăn cơm gà cũng gần cửa hàng của Phan Diễm. Địa chỉ ở đây là 322 đường Tân Sơn Nhì nha các bạn. Cách cửa hàng của Diễm 1 phút 30 giây. Mình mua gà, mình mua nguyên một con, xong Diễm sẽ ăn một đĩa ở đây. Còn phần còn lại thì mình sẽ mang về cửa hàng cho mấy anh em mà chiều nay ăn ngắm mưa. Anh ơi, gà nguyên con là bao nhiêu một con vậy anh? 270 một con à? Mình có cháo có cơm không chị? Cháo với gỏi à? Ở đây là có cơm không? Dạ. Thế là cho em nguyên một con chặt mang về, nhưng mà một gốc tư còn lại á thì cho em cơm ạ. Ăn cơm. Một em má đuổi ăn tại chỗ. Chừa lại gốc tư hả? Dạ đúng rồi, chừa lại gốc tư em ăn tại chỗ đây, còn phần còn lại thì sẽ mang về. Tư gọi cơm cho em ăn luôn hả? Dạ. Nhìn ngon quá. Ôi chiều nay mọi người mua gà nhiều ghê á. Ở đây là có cơm, có cháo, có cơm cháo miếng. Thơm quá ha. Nhưng mà cái điều quan trọng á là các bạn thấy không? Đây là gà, người ta có cái nước sốt này rất là ngon luôn nè. Cái này để chấm đúng không chị? Còn đây là cháo này. Nhìn cháo cũng ngon nữa. Ăn cơm hay ăn cháo ta? Lấy mắm chưa? Đi tới đây đang định ăn cơm nhưng mà thấy cháo hấp dẫn quá. Cái này là khách mua nguyên con hả anh? 270. Em ơi. À thôi chị ơi, em suy nghĩ lại rồi. À, chị cho em cháo đi, gốc tư đó chị làm cho em dễ gỏi. Nhìn đây thèm quá. Mà cái quan trọng ở đây các bạn Diễm thấy là chị cắt cái gốc tư đùi rất là nhiều luôn cơ. Cái má gốc tư đó là bao nhiêu chị? 80 em. 80 ngàn một cái má đó à? Nguyên cái lớn luôn. Nguyên cái lớn. Nguyên lớn. Hãy tùy theo nhu cầu nha các bạn.
mình muốn mua nguyên con thì mua, còn không thì mua cái má từ gốc từ đùi đó là ăn là xỉu luôn á. Còn đây là rau để chị cho mang về nè, uy tín chất lượng chưa? Cái rau răm này cũng thơm á. Cho anh bịch muối tiêu không? Có muối tiêu à. Hình như trời mưa em thấy mắng gà chạy hơn đó ta. Bây giờ em chặt cốc tươi cho em ăn ha. Dạ. Chặt cốc tươi ở nhà nha, em đi tí nha. Có xé trộn gỏi được không chị? Được. Thế là xé giùm em trộn gỏi. Còn phần còn lại là chặt vào hộp ạ. Đây. Anh xé ra nè. Ủa của anh có bịch cháo hả chị? Có hai bịch đó, em có hai bịch đó. Gà ta luôn chị ha. Chị phải ăn chứ. Đây ăn nó ngon chứ. Nhìn ngon ghê. Nếu mà mua một cái má không về là 80 ngàn nha các bạn. Có cả cơm luôn hoặc cháo là 80. Tại vì cái phần má này thì nhiều thịt lắm các bạn. Con chào cô. Cô ơi, Tuyết Nhung là cô hả cô? Chị à, ba Trùm Tuyết Nhung ra đây các bạn. Quán của mình ở đây lâu chưa chị? 14 năm ạ. Ờ, mấy chục năm Phú Yên á. Ở Phú Yên là 30 năm ạ. Con ở đây đó chưa? À, cô là Tuyết Nhung nổi tiếng Phú Yên. À, Phú Yên của cô á. Là cô á? Dạ. Mẹ chị là Tuyết Nhung đó. Ôi thế là mình vào. Bây giờ ở Phú Yên vẫn có Tuyết Nhung mà. Cô đỡ cho em á. Cho mấy cậu bán. Ồ. Con hay ra Phú Yên lắm mấy cô. Ờ, mấy cô mẹ chị xưa chưa hả? Bán mấy chục năm, vừa 40 năm. Ồ. Quá là trùng hợp luôn. Thế là ra Phú Yên không gặp được cô Tuyết Nhung rồi. À, rồi thì còn lại gặp. Thế cô ơi, ở đây thì cái tiêu chí mình lựa chọn gà là gà như thế nào cô hả? Ở người quê á. Ở quê gửi vào. Ở là cả trăm con vậy á. Dạ. Làm xong rồi gửi ở đây. Dạ. Thơm quá, đây này, cái gỏi này rất là thơm luôn này. Đấy. Chắc chưa đâu. Ở Sài Gòn này là mình chỉ có một chi nhánh này thôi hả chị? Hả, quận Bình Thạnh nữa, chắc cháu nó bán. À dạ. Dạ, còn đây là gốc có cô với chị ở đây. Con thích ở bên này hơn, tại vì gần cửa hàng con. Để đi ăn tiện. Ô, cô sử dụng cái rau răm y như ở dưới quê luôn á anh Dũng, rất là thơm luôn á. Được chưa? Đây. Mà xảy luôn. Thêm một phần cháo nữa là mới 80 ngàn. À, nếu mà chị trộn gỏi cho em vậy chị có tính tiền thêm không? Không. À, khách mua vẫn vậy là vẫn 80. Đây hả? Em ăn ở đây. Dạ. Cái phần còn lại thì chặt giùm em nha. Ủa quay cái đó chứ vậy? Con đang giới thiệu khách tới với cô ạ. Vậy hả? Dạ. Rồi khói luôn tựa. Ủa? Nhưng mà quán của mình là bán từ mấy giờ chị? Từ 6 giờ sáng tới 9 giờ rưỡi tối. 6 giờ sáng là có rồi. Ồ. Thế khách ghé đây ăn sáng luôn, làm tô miếng gà. Để ăn miếng ăn cơm. Cháo ăn cơm. 80 ngàn thêm cháo hoặc cơm nữa nha các bạn. Còn phần còn lại chặt giùm em cho vô hộp nha anh. À dạ rồi, em ngồi đây luôn. À cho em cháo đi. Em thấy cháo nhà mình ngon quá. À khách cũng đang ăn gỏi anh. Dạ. À. Cảm ơn cô. Yêu quá. Cô năm nay bao nhiêu rồi cô? 66 à. Cô 66 à? Dạ. Nhìn cô phúc hậu ghê luôn á. Đây. Đây cũng là một phần có cái gà xé sẵn rồi nha các bạn. Thì nếu mà khách gọi thì ở đây người ta sẽ trộn gỏi. Có hành phi đậu phộng. Nước sốt này chắc là công thức gia truyền gì hả? À, cô nấu à? Nhìn rất là đặc biệt nha các bạn. Không giống như bình thường mình hay đi ăn đâu. Thơm thật ạ. Dạ, của em là đủ hết rồi hả chị? Dạ rồi. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Cái phần ở trên này là cô cho Diễm thêm nha các bạn. Đấy, cô cho thêm mà. Cô thấy là đang quay phim nên là cô cho thêm tí. Để thêm gắn kết tình cảm.
Đó, còn cái đĩa này, một đĩa đầy ú ụ này luôn nè. Với lại một tô cháo hoặc là cơm hoặc miếng là 80.000. Quá là chất lượng luôn. Nhưng mà bây giờ Diễm mới phát hiện một cái điều các bạn. Gà ngoài việc là trộn với củ hủ dừa sấy khô của Phan Diễm ra nha, thì ở đây người ta trộn cái dưa leo này nè. Rất là ngon nha. Diễm thấy là cái dưa leo này mà kiểu trộn gỏi á, ăn nó cũng đặc biệt lắm. Đây làm thử một miếng nha. Mời cả nhà nha. Đây còn thêm cái da nữa chứ. Thơm quá. Gỏi trộn ngon lắm nha. Nhưng mà cái da này rất là giòn nè. Đấy. Trong này có đậu bắp nè, có giá. Cô ơi, nếu một dĩa cơm này á mà khách mua thì bao nhiêu tiền cô? 10.000 ạ. Con cảm ơn cô. Nhìn ngon ha. Trời ơi. Cháo này cô nấu có nhiều luôn á. Cháo sệt nha, không phải loãng đâu. Các bạn có thể cho cái gà xé vô trong này nè. Vì nó là trời mưa mà ăn cháo gà rất là hợp lý luôn. Ban đầu á là Diễm định là sẽ nấu một nồi cháo gà siêu to khổng lồ này, xong rồi cho cái gạch nhum sọ này với lại xá sùng tươi vào, xong rồi đãi anh em luôn. Nhưng mà mưa quá là gà người ta không có bán. Cái thịt gà này nhai rất là thơm mà ngọt nha. Này hành tím nè. Diễm thấy á, cái đặc điểm chung với những quán cơm gà mà ở Phú Yên á là người ta hay làm gỏi mà có trộn dưa leo, với lại là họ ngâm cái hành tím này nè các bạn nè. Ăn nó kiểu chua chua, giòn giòn, thơm thơm ấy. Đấy, rất là nhiều thịt trong này luôn. Nhưng mà kiểu là trộn đều á cho nên là các bạn thấy không thấy rõ. Đây, kẹp tí này nha. Chấm với nước mắm này nè. Ở đây người ta có cái chén nước mắm này. Nước mắm này vừa dùng để chấm mà vừa dùng để người ta trộn gỏi luôn. Hiện tại á là cửa hàng Phan Diễm là có thêm một bạn nhân sự mới, đó là bạn Xuyến. Nếu mà các bạn xem video trên kênh Phạm Dũng thì cũng có thấy rồi đấy. Nhưng mà Xuyến thì kiểu bạn đó khá là mới và cũng ngại lên hình, cho nên là nãy Diễm rủ đi ăn để gọi là giới thiệu với các bạn luôn, nhưng mà bạn nói hôm nay là bạn không được tự tin. Đấy, hy vọng là có dịp tới thì Diễm sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn nha. Cái gỏi này thật sự rất là ngon luôn á. Đây này, đây là da gà. Đây, thịt này người ta xé nhỏ nhỏ ra này. Mà dĩa gỏi phải nói là gỏi xuất sắc luôn. Nhiều người thì người ta không thích ăn gỏi nha các bạn, nhưng mà Diễm nói thật là nếu mà đến quán này thì các bạn nên gọi cái gà xé trộn gỏi thế này á, ăn rất là bắt luôn. Nếu mà Diễm không nhầm nha thì cái tình hình thời tiết mà mưa suốt như thế này thì chắc phải là ở Sài Gòn chắc là một tuần luôn rồi á. Trời mưa thì bù lại là mình ăn rất là ngon. Ví dụ như ăn cháo nóng này hay là ăn gỏi thế này rất là ngon. Nhưng mà suy nghĩ lại thì trời mưa này là buôn bán hay là ngay cả mình cũng vậy, đi quay video này kia rất là khó các bạn. Ngon quá. Ồ đây này, miếng này ngon này. Thịt này.
có người thì người ta ăn gà người ta sẽ thích là sắc ra ít chặt khúc khúc ấy, nhưng mà Diễm thì Diễm thấy xé về ăn rất là tiện luôn nha. Giòn quá. Phải nói là buổi chiều nay á, một trong những cái mà vui nhất á là Diễm mua được khúc cá ngon cho mẹ. Nãy đưa cho mẹ mà thật sự là do mình định chia sẻ ở trong nhà một tí, nhưng mà trời mưa quá là không có quay được, nên là chắc là hẹn các bạn là một vài hôm nữa trời nắng ráo mọi thứ chỉnh chu sạch sẽ thì Diễm sẽ chia sẻ với các bạn. Còn mẹ Diễm mà về thấy khúc cá dứa rất là thích luôn. Mẹ là đang chuẩn bị ướp để chiều nay kho ăn cơm các bạn. Phải nói một điều á, mình may mắn khi mà mình ở cái khu vực này nè các bạn này, là hầu như rất là tiện lợi từ mua sắm này, nói chung là gần siêu thị Eomon Tân Phú này, rồi hàng quán đồ ăn thì hầu như bước ra đường thôi, từ Nguyễn Cũ Đàm hay là Tân Sơn Nhì này, hay Tân Kỳ Tân Quý này, Lê Trọng Tấn này, đều là những con đường mà có nhiều quán ăn ngon. Xong rồi về thời trang hay này mọi thứ thì khu vực này Diễm thấy cũng rất là tấp nập, đặc biệt là cửa hàng của Diễm thì lại còn ngay chợ nữa. Còn đây cái dĩa cơm mà cô Tiết Nhung mang ra, cái này chắc là cô tặng Diễm dĩa cơm này quá, thấy cô mang ra này đó. Mà các bạn thấy nè, cơm này nếu như mua lẻ là 10.000 nha, mà mình thấy cái sự đặc biệt ở đây là cái hạt cơm á các bạn, khá là nhỏ, cũng không phải là cơm tấm đâu, nhưng mà nhìn nó hơi lạ lạ, không biết có phải từ Phú Yên gửi vào không. Và cái màu vàng này á, thường á thì Diễm thấy là mọi người làm cơm gà nha, là người ta sẽ dùng cái nghệ này để làm cho cái hạt cơm nó bắt mắt, nhưng mà kèm với đó là người ta sẽ sử dụng cái nước mỡ gà để cho cái hạt cơm nó kiểu nó mẩy nó ngon hết các bạn. Đây mình sẽ chan tí nước này lên nha, nước mắm này rất là ngon luôn, mời cả nhà nha. Thơm lắm nha. Cơm ngon nha, không bị nhão, không nhão không cứng. Nếu mà để no bụng thì Diễm nghĩ là các bạn nên ăn cơm, tại cơm ngon. Quá trời thịt luôn này. Đây này, cái này bên chỗ đùi này. Phải nói là từ dưới quê lên á, thời tiết thì mưa gió, nhưng mà hôm nay là ngày mà được các bạn tới cửa hàng ủng hộ Diễm này và đặt hàng qua số hotline để mình có thể soạn hàng rồi gửi đến các bạn. Thật sự đó là Diễm cảm thấy rất là vui, và đó cũng là cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Khi mỗi ngày thì mình tranh thủ lên cửa hàng, thì hy vọng là thời gian này thì mình vẫn đang ở Sài Gòn, hy vọng sẽ được đón tiếp tất cả các bạn khi các bạn đặt chân tới cửa hàng của Phan Diễm ở địa chỉ là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Ngày hôm nay thì mưa gió quá nên là xin chia sẻ với các bạn một tí. Hy vọng là bạn nào mà chưa follow kênh Phan Diễm Vlog thì các bạn nhớ bấm đăng ký nha, nhớ theo dõi Phan Diễm. Rồi chắc là Diễm xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì mình sẽ về cửa hàng thôi các bạn ơi, mang gà về cho mọi người nữa.